Ngô Diệt Phàm kiện rạp phim vì lộ ảnh hẹn hò, Dương Tử có động thái gây chú ý. Thông tin Ngô Diệt Phàm đã có bạn gái mới sau khi chia tay Tần Ngưu Chính Uy đang là tâm điểm chú ý của làng giải trí Hoa ngữ. Được biết, bức hình cả hai xem phim cùng nhau trong rạp được một nhân viên nhà rạp phát hiện và chụp lại đăng tải lên mạng xã hội. Ngay lập tức, có blogger đã lên tiếng chỉ ra danh tính của nữ chính đi xem phim cùng Ngô Diệt Phàm đêm đó. Cô gái này được cho là Tiểu Di, sinh năm 2003, hiện tại làm người mẫu diễn viên, con lai Trung Nga. Blogger còn tìm ra bằng chứng Tiểu Di bấm like video để hình nền điện thoại là hình Ngô Diệt Phàm đang ngồi ăn cơm. Mới đây, nam ca sĩ tuyên bố khởi kiện cụm rạp Wanda khi hình ảnh và thông tin hẹn hò của anh bị phát tán. Phía giọng ca Bác Bì Lớn cho biết rạp phim đã xâm hại quyền riêng tư vì trích xuất video từ camera giám sát bất hợp pháp. Trong thông cáo báo chí, Ngô Diệt Phàm cho biết anh thuê phòng chiếu thương gia để xem phim cùng bạn bè. Tuy nhiên, nhân viên rạp đã biên tập ác ý và công bố video lên mạng với nội dung nam nghệ sĩ đi xem phim với bạn gái. Không chỉ rạp phim, đại diện luật sư của Ngô Diệt Phàm cho biết họ cũng sẽ tiến hành thu thập chứng cứ và xử lý những đối tượng tung tin thất thiệt, gây ảnh hưởng đến hình ảnh sao nam. Hành động cứng rắn kể trên nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ Ngô Diệt Phàm. Tuy nhiên, một số netizen cho rằng anh chàng vẫn nợ fan hâm mộ một lời xin lỗi vì chưa có câu trả lời chính thức về cô gái kia dù thông tin hình ảnh đã bị tiết lộ. Ngô Diệt Phàm sinh năm 1990, từng là thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO. Năm 2014, anh quyết định rời EXO và đâm đơn kiện yêu cầu chấm dứt hợp đồng với SM. Anh hiện là ngôi sao hạng A được săn đón trong làng giải trí Hoa ngữ và liên tục lọt top nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Trung Quốc theo đánh giá của Forbes. Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn góp mặt trong rất nhiều dự án như Hóa ra anh vẫn ở đây với Lưu Diệc Phi, Tây Du Ký mối tình ngoại truyện của Châu Tinh Trì, Lão Pháo Nhi, Tước Tích. Ngô Diệt Phàm có tác phẩm Thanh Trâm Hành Diễn cùng Dương Tử đang chuẩn bị lên sóng. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên anh tham gia. Theo Soho, về đời tư, Ngô Diệt Phàm từng vướng không ít tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp như Hàn Kỳ Nguyên, Tiểu Gana, Diệp Khả Nhi. Nguồn tin từ iFan cho biết nam nghệ sĩ trong thời gian quen Tử Di còn tán tỉnh hot girl Tưởng Vận Khiết. Hai năm trước, Ngô Diệt Phàm bị bắt hẹn hò với một hot girl tên Tần Ngưu Chính Uy, Luna. Truyền thông từng ghi lại cảnh cặp đôi nắm tay nhau sau đó cùng về nhà. Báo chí cho biết cô gái 21 tuổi quê Nam Dương là sinh viên Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Khi được hỏi về tin đồn hẹn hò, Ngô Diệt Phàm lẫn cô gái đều phủ nhận. Khi loạt mỹ nhân Ngô Diệt Phàm yêu được đưa ra so sánh, nhiều khán giả nói rằng gu của nam diễn viên họ Ngô là các cô gái trong trẻo thuần khiết. Theo dòng sự kiện, mới đây Dương Tử đã có động thái ủng hộ Ngô Diệt Phàm khi anh đăng là tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, Dương Tử đã có bài đăng kêu gọi khán giả ủng hộ ca khúc mới của Ngô Diệt Phàm, To Fly, Vút Bay. Nữ diễn viên Hương Mật Tựa Khói Sương bày tỏ rằng ca khúc mới của anh tôi đến rồi đây, mọi người chết ngay nào, cố lê người theo đuổi giấc mơ. Lập tức, Ngô Diệt Phàm đáp lại Dương Tử, cảm ơn em gái nhỏ của anh. Ngô Diệt Phàm, Dương Tử từng đóng chung phim Thanh Trâm Hành. Sau khi phim kết thúc, hai diễn viên vẫn thường xuyên tương tác qua lại. Dương Tử được khen ngợi đáng yêu duyên dáng khi luôn được lòng đồng nghiệp nam. Chẳng riêng gì Ngô Diệt Phàm mà trước đó Đặng Luân, Lý Hiện, Mã Thiên Vũ đều dành lời khen ngợi cho Dương Tử vì sự cởi mở và hòa đồng. Hiện tại Dương Tử đang tham gia chương trình thực tế Manh Thám 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 Án. Nữ diễn viên liên tục xuất hiện trên trường quay với dáng vẻ xinh đẹp. Tại chương trình, Dương Tử có khá nhiều tạo hình bắt mắt. Khi thì Dương Tử mặc đầm dạ hội khoe vai trần, lúc lại thấy Dương Tử hóa thân thành mỹ nữ dân quốc. Hàng loạt hình tượng xinh đẹp tràn đầy sức sống của Dương Tử đã được đưa lên sóng truyền hình. Dương Tử sinh năm 1992 tại Trung Quốc, cô còn có tên gọi khác là Andy Dương. Nhờ gương mặt xinh xắn rạng rỡ, Dương Tử dễ dàng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất khi còn khá bé. 10 tuổi, cô nàng này đã đóng phim và có dịp làm việc cùng Thư Sướng, người đẹp từng đình đám một thời ở Cbiz với các phim cổ trang ăn khách. Năm 2018, nhờ bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương đóng cùng Đặng Luân mà Dương Tử nổi đình nổi đám. Đến nay, Dương Tử đã gia nhập hàng ngũ tiểu hoa chiến ích nổi tiếng nhất Cbiz. Dương Tử là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Địch Lệ Nhiệt Ba.